Theo dự kiến, vào chiều nay 28 tháng 7, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ họp về ngưỡng điểm xét tuyển đầu vào đại học cao đẳng năm nay. Trên cơ sở đó, các trường sẽ định ra mức điểm xét tuyển. Theo Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Bùi Văn Ga, điểm mới của việc xác định ngưỡng điểm năm nay là thí sinh dự thi chỉ để xét tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ không được đưa vào thống kê. Năm nay, ngoài 5 khối thi truyền thống là A, A1, B, C, D, còn có nhiều tổ hợp xét tuyển mới. Cục Khảo thí và Kiểm định Chất lượng Giáo dục đã tiến hành thống kê điểm thi theo các khối thi truyền thống, cũng như các tổ hợp xét tuyển mới do các trường đề xuất. Có khoảng 15 tổ hợp xét tuyển phổ biến nhất được nhiều trường áp dụng trong tuyển sinh đại học cao đẳng năm nay. Hội đồng sẽ phân tích các yếu tố khác nhau để đưa ra nguyên tắc chung, trên cơ sở đó xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào cho các tổ hợp xét tuyển. Theo các chuyên gia, chắc chắn điểm chuẩn của những trường top trên sẽ cao hơn mọi năm. Nguyên nhân là do đề thi Trung học phổ thông quốc gia năm nay khó hơn đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông và dễ hơn đề thi đại học cao đẳng mọi năm. Do đó, điểm thi dự kiến sẽ cao hơn từ 1 đến 1,5 điểm so với năm 2014.